Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, đây là bản tin thời sự nhanh của chúng tôi. Trưa ngày hôm qua, báo Tuổi Trẻ đã đăng tải thông tin nóng bỏng liên quan tới thương vụ Mỹ cung cấp các máy bay huấn luyện cho Không quân Nhân dân Việt Nam. Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, tướng Kenneth Winspeck tuyên bố rằng Việt Nam sẽ mua máy bay huấn luyện T-6 của Mỹ. Một trong những điểm nổi bật nhất trong hợp tác giữa Không quân Mỹ và Việt Nam có lẽ là máy bay T-6, loại máy bay huấn luyện Việt Nam sẽ mua, tướng Winspeck trả lời phỏng vấn qua điện thoại. Vị Tư lệnh cũng giải thích, lý do Việt Nam quan tâm máy bay T-6 là nhằm cải thiện chương trình đào tạo phi công. Chúng tôi cam kết sẽ chuyển giao và đưa máy bay vào hoạt động, giúp Không quân Việt Nam tăng cường năng lực đào tạo phi công, Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương khẳng định. Trước đó, hồi giữa tháng 2, Không quân Mỹ tiết lộ rằng họ đang xúc tiến gọi thầu cung cấp 3 máy bay huấn luyện cho Không quân Nhân dân Việt Nam, kèm chương trình đào tạo huấn luyện phi công cơ bản dựa trên mô hình của Không quân Mỹ. Theo đó, hạn cho nhận hồ sơ dự thầu cung cấp máy bay và các gói hỗ trợ về huấn luyện kỹ thuật hậu cần cung ứng phụ tùng là vào ngày 3 tháng 3 năm 2021. Việc bàn giao 3 máy bay chậm nhất là vào khoảng giữa năm 2023. Khi đó, phía Mỹ chưa công bố sẽ chuyển giao cho Việt Nam loại máy bay nào, mà họ chỉ đưa ra yêu cầu chung chung về một loại máy bay trang bị động cơ tuabin cánh quạt, có buồng lái điều áp, hệ thống oxy trong cabin, mũ phi công có hiển thị thông tin, thiết bị điện tử hiện đại. Và máy bay phải có hạn sử dụng không ít hơn 15.000 giờ bay, có các giá treo bên ngoài để mang được thùng nhiên liệu dự phòng, đặc biệt là chi phí mỗi giờ bay phải thấp. Thực ra, lúc đó, hầu như đã có những đồn đoán cho rằng khả năng là tới 80% Mỹ sẽ chuyển giao máy bay T-6 cho Việt Nam. Bởi vì, vào tháng 5 năm 2019, một số phi công của Việt Nam đã tốt nghiệp trên máy bay T-6 trong khóa đào tạo tại căn cứ không quân Columbus. Và đến tháng 9 năm 2019, phía Mỹ cũng xác nhận rằng Việt Nam đang xem xét việc mua máy bay huấn luyện T-6. Lại xin nhắc lại thông tin về dòng máy bay T-6 một chút. Đây là mẫu máy bay huấn luyện đào tạo sơ cấp trong không quân Mỹ, được trang bị từ năm 2000. Chúng được công ty Raytheon phát triển với nhiều phiên bản, trong đó T-6A Tây-San 2 chuyên dùng để huấn luyện. Ngoài ra còn có AT-6B, một phiên bản chiến đấu hạng nhẹ, có thể mang bom và tên lửa có điều khiển. Mẫu máy bay này có tốc độ bay trung bình 510 km/h, tầm bay 1.700 km, trần bay 9.400 km với một động cơ tua bin cánh quạt 1.100 mã lực. Cơ bản, gần như đến 99% chúng ta sẽ có máy bay huấn luyện T-6A Tây-San 2. Vấn đề chỉ còn lại là chúng ta sẽ phối hợp dòng máy bay này với các loại máy bay khác trong không quân như thế nào trong công tác đào tạo phi công. Bởi nên nhớ, T-6 vốn được dùng để huấn luyện phi công dùng máy bay tiêm kích của Mỹ và khối NATO. Trong khi đó, Việt Nam chủ yếu dùng máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga. Trước khi bước lên Sukhoi, các học viên sẽ trải qua dòng máy bay sơ cấp Yak-52 rồi máy bay trung cấp L-39C. Sắp tới, ta sẽ bổ sung thêm dòng máy bay huấn luyện cao cấp Yak-130. Đây là khung huấn luyện tiêu chuẩn với máy bay hệ Nga và kênh cũng từng nhấn mạnh rằng muốn biết phương hướng phát triển của lực lượng không quân, hãy nhìn vào phương pháp đào tạo. Thế thì, tại sao ta lại chấp thuận mua 3 máy bay huấn luyện T-6 Tây-San 2 của Mỹ? Về quy mô, 3 chiếc là quá ít ỏi, không thể nào thay thế toàn bộ số Yak-52 tiêu chuẩn. Sẽ là sự khó hiểu và đầy nghi vấn nếu như, trước khi có thông tin về T-6, ta đã đặt bút ký mua 12 máy bay huấn luyện L-39NG. Đây là phiên bản nâng cấp theo chuẩn mới của dòng L-39C với việc hiện đại hóa toàn diện máy bay theo chuẩn trang bị của khối NATO. Đến cả động cơ cũng được thay mới bằng loại của Mỹ. Qua đó, có thể ước đoán được rằng chúng ta sẽ phối hợp sử dụng T-6 và L-39NG trong việc huấn luyện cho phi công sử dụng các máy bay hệ châu Âu đã và sẽ có trong biên chế. Nhớ lại một chút, trong khi các phi đội tiêm kích của ta chủ yếu dùng máy bay hệ Nga, thì một phần lực lượng còn lại đang chuyển dịch sang máy bay châu Âu. Điển hình là Không quân Vận tải đang vận hành 3 máy bay hạng trung C-295 và 2 máy bay hạng nhẹ NC-212i. Ngoài ra, Không quân đang lái hộ cảnh sát biển 2 chiếc máy bay tuần tra C-212-400. Hiện đang có những đồn đoán cho rằng Việt Nam có thể sẽ tiếp tục mua máy bay vận tải của châu Âu do Nga không có phương án phù hợp. Do đó, sự xuất hiện của T-6 góp phần đảm bảo nguồn cung phi công máy bay vận tải hiện đại trong không quân ta. Việc ta có thể tự huấn luyện bay ở trong nước theo chuẩn phương Tây với cơ sở sẵn có, sau đó chỉ cần cử học viên sang làm quen khí tài mới, sẽ giúp ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian lẫn chi phí đào tạo, tự chủ được nhiều bước huấn luyện quan trọng. Bởi mọi phi công quân sự trước khi muốn lên trời bằng máy bay hiện đại chuyên dụng đều phải vượt qua bài bay sơ cấp. Về phần L-39NG, đây là máy bay huấn luyện trung cấp chuẩn phương Tây. Nếu học viên chuyển từ Yak-52 lên L-39NG thì coi như là học lại, mà còn không ổn chút nào. Nhưng nếu chuyển từ T-6 lên L-39NG là quá hợp lý. Vấn đề chỉ còn lại là sau L-39NG sẽ là dòng máy bay nào? Liệu rằng đó có phải là máy bay chiến đấu chuẩn châu Âu hay không? Có lẽ việc này ta phải chờ thời gian trả lời, vẫn chưa hiểu được ý đồ của không quân ta. Dù vậy, có một điều chắc chắn, ta đang từng bước hình thành hai hệ huấn luyện máy bay bài bản bao gồm huấn luyện máy bay chiến đấu chuẩn Nga qua 3 bước, sơ cấp Yak-52, trung cấp L-39C và cao cấp Yak-130. Huấn luyện máy bay chuẩn phương Tây qua 2 bước,
sơ cấp T6, trung cấp L39NG và có thể sẽ dùng luôn được Yak 130. Bởi lẽ, theo nhà sản xuất, Yak 130 có khả năng tương thích với cả hai hệ máy bay chuẩn Nga và phương Tây. Nó có phần mềm thông minh mô phỏng các dòng máy bay khác nhau. Nếu như phương án này thành công thì sẽ không chỉ là 3 chiếc T6 mà có thể là nhiều hơn nữa. Bởi xin nhắc lại rằng 3 chiếc T6 là quá hạn chế. Chúng tôi suy đoán rằng có lẽ đây chỉ là giai đoạn đầu nhập khẩu số lượng nhỏ để đánh giá tính năng thực tế, qua đó sẽ quyết định xem có nên mua tiếp hay không. Ngoài ra, hợp đồng 3 chiếc cũng mang một giá trị khác, đó là tính biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa không quân hai nước. Kể từ khi Mỹ chính thức gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam vào năm 2016, đã có nhiều đồn đoán khả năng Mỹ sẽ cung cấp máy bay chiến đấu, nhưng tất cả đến bây giờ vẫn là không có gì. Cho nên, hợp đồng mua bán đầu tiên này giữa Mỹ và không quân Việt Nam sẽ là mốc son đáng ghi nhớ với việc lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đặt mua mới những chiếc máy bay quân sự từ Mỹ. Dù cho đây chỉ là mẫu máy bay huấn luyện, nhưng nó cũng là dấu hiệu tích cực cho cả hai bên trong tương lai. Mặc dù vẫn có những lo ngại lớn về những điều khoản bất lợi khi mua máy bay quân sự của Mỹ, nhưng chúng tôi nghĩ rằng không quân ta thừa hiểu những rủi ro khi đặt bút ký mua máy bay vận tải của tập đoàn Airbus và bây giờ là máy bay huấn luyện của Mỹ. Mong rằng quan hệ hợp tác của hai bên chỉ càng bền chặt hơn mà thôi. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.